Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh Nam Kể Chuyện Ma. Với rất là nhiều video ngoài kia nhưng mà mọi người vẫn lựa chọn video này, Nam chân thành là biết ơn điều đó. Mọi người yêu thương nhớ like, share, đặc biệt là bấm nút đăng ký kênh giúp Nam. Các bạn bè, anh chị em, quý cô chú có những câu chuyện ma tâm linh muốn chia sẻ đến cho tất cả mọi người có thể gửi về Gmail hoặc là Zalo đang hiện lên trên màn hình. Không phải đợi chờ lâu nữa, Nam xin phép được bắt đầu kể câu chuyện ngày hôm nay. Chúc cho mọi người sẽ có một chủ nhật cuối tuần nghe chuyện thật là vui vẻ. Câu chuyện của ngày hôm nay, chúng ta phải quay về cái thời mà ông cố nội của anh. Thì anh mới kể là ông cố nội tới cái vùng này để mà lập nghiệp đó. Thì sau một khoảng thời gian, ông cố nội có sinh ra được 11 người con. Trong đó thì cái người con thứ 9, chúng ta tạm gọi là cô bé 9 đi. Thì cô bé 9 khác với anh chị em của mình là từ lúc sinh ra, cô đã có phần hơi chậm chạp và ngờ nghệch một tí. Cho tới cái năm mà cô 12 tuổi thì cái căn bệnh này nó phát ra một cách rất là rõ rệt. Nói thẳng ra một tí nha mọi người, là cô bị về thần kinh một tí. Rồi cô còn bị động kinh nữa kìa. Đôi lúc là cô phát bệnh là cô sẽ nhảy bạch lên như vậy. Rồi miệng thì sùi bọt mép. Đôi khi là cô cứ nói nhảm thôi. Mà mọi người hình dung đi, ngày xưa khi mà khoa học xã hội nó chưa có phát triển, người ta biết là cô bé 9 bị như vậy, nhưng mà người ta không phải hẳn là kỳ thị. Người ta sợ rằng là con cái của người ta khi mà ở gần cô bé 9 hoặc là chơi với cô bé 9 là sẽ bị cổ lây cho cái căn bệnh đó. Nên là tuyệt nhiên á, những cái người ở trong vùng này không có cho con của người ta chơi với cổ. Thì lúc đó đó là cổ thường xuyên là đi ra cái bờ sông á, ở ngay chỗ đó là có những cái cây dừa rất là cao. Rồi cổ ngồi đó cổ lụm lá nè, rồi cổ đào đất cổ chơi một mình như vậy. Gia đình thì lúc đầu á là cũng lo lắng, cũng là theo dõi, nhưng mà cứ thấy cổ chơi một mình mà cổ vui vẻ lắm, cổ hớn hở. Rồi riết rồi gia đình nhìn thấy cũng quen luôn với cái việc đó. Và những người xung quanh, người ta đi ngang qua, người ta cũng thấy cô bé 9 ngồi đó chơi một mình. Riết rồi á, tất cả mọi người ở trong cái vùng này cũng đều biết là cô bé 9 á hay ra ngay cái khúc chỗ này để mà chơi. Nên là người ta cũng không có quan tâm cho lắm. Khoảng độ là 2 năm sau thì mới bắt đầu có chuyện nha. Lúc đó là cô bé 9 được 14 tuổi rồi. Thời điểm đấy đó mọi người, là mưa rất là nhiều, nên là cái bờ sông này nè, nước nó dâng cao lên gần tới bờ luôn. Thì mọi người thường xuyên đi ngang qua nha, là thấy cô bé 9 này nè, cổ ngồi ở ngay cái chỗ đó cổ chơi, mà râm ran trong miệng của cổ là có hát vài cái câu, mà cái câu ấy ghê lắm. Cổ hát như vậy nè: cây dừa cao thật là cao, đi qua không chào á, lộn cổ xuống ao, lộn xuống ao á, lấy xào mà vớt, lỡ mà gãy xào á thì chết đó nha. Có nhiều người, người ta đi ngang qua, người ta thấy cô bé 9 hát như vậy, tự nhiên người ta nổi da gà, người ta mới nói là: 9 ơi, mày hát cái gì mà thấy ghê vậy? Thì lúc đó là cô chỉ cười thôi. Rồi cô lấy tay á, cô tạt nước lên trên người người ta. Thậm chí là có những cái cây dừa cao á, nó rớt trái dừa xuống dưới, thì cô cứ chỉ vào những cái trái dừa, rồi cô mới nói: sợ kìa, sợ kìa, sợ kìa. Mọi người á nhìn thấy, nghe thấy như vậy, riết rồi người ta sợ quá, người ta mới về mới nói với gia đình á là coi sao nha, chứ con bé 9 á ngày càng nặng rồi, nhốt nó vô đi, chứ không là có ngày á nó gây ra họa chết luôn bây giờ. Lúc đó là ông cố mới bắt đầu để ý á, thì hỏi cô 9 á là: tại sao ai chỉ con hát mấy cái bài này rồi hả, ai chỉ con như vậy mà sao mà hát linh tinh như vậy, không có được hát nữa như vậy đó nghe. Thì những cái khoảnh khắc lúc đó là cô 9 á, cô chỉ có cười thôi, hí hí. Rồi cô bảo á là: cô đâu có học đâu, cô đâu có học đâu. Cổ cứ chỉ lên trên những cái cây dừa, cổ mới nói á: trên cây dừa đầu người kìa, đầu người kìa, nó rớt xuống ao quá trời luôn kìa, đừng có vớt nha, vớt là chết đó, là chết đó. Lúc đó là ông cố cảm thấy rất là mệt mỏi, nhưng mà xét cho cùng đây cũng là con của mình, nên không thể nào mà ông cố nhốt lại ở trong nhà được. Nên là ông cố mới hù, ông cố mới kêu rằng là: cấm nha, 9 nha, con không có được hát những cái câu đó nữa, nếu như mà con hát là tía má đó
sẽ nhốt con ở trong nhà, không có cho con ra ngoài chơi nữa đâu. Khi mà nghe bị nhốt á, thì cô chính cổ sợ quá, cổ mới hứa, cổ mới kêu là không hát nữa, không hát nữa, đừng nhốt, đừng có nhốt mà. Thì thôi, ông cố cũng cho qua cái chuyện này. Cho đến khoảng độ là mấy ngày sau, thì lúc đó là cô bé chính vẫn đi ra cái chỗ này để mà chơi. Thì ông cố thấy như vậy á, đi ra thì lúc đó là thấy cổ đang đào bới những cái lỗ đất á ở dưới cái gốc cây. Thì hỏi cổ là cổ làm gì vậy, thì cổ mới chỉ lên trên cây dừa, cổ mới nói á, đầu người kìa, đầu người ở trên á. Rồi cổ lại chỉ những cái trái dừa nó bị rớt ở dưới sông dưới ao á, cổ mới vớt lên, cổ chôn ở dưới đất, cổ kêu á, xỏ xỏ, ai mà vớt á là chết á, là chết á. Ý của cổ là trên cây dừa có đầu người, còn cái sọ ở dưới nước á là cái sọ đầu lâu á, ai mà đụng vô là sẽ chết. Thế nên là cổ phải vớt rồi cổ đem đi chôn, để mà những người xung quanh người ta không bị sao. Trời, lúc đó là ông cố á, ông rất là mệt mỏi, muốn khóc tới nơi luôn. Là bởi vì thấy con của mình á bệnh nặng quá rồi, cứ nhảm như vậy. Nên là ông cố mới đánh, ông cố mới đánh á, rồi mới kéo cô chính về nhà, bắt là sẽ nhốt cô chính. Thì cô chính cũng khóc, cô khóc quá trời, cô van xin, cô lạy lục luôn. Rồi ông cố thấy như vậy, ông cố cũng thương, ông cố cũng tha, ông cố không có nhốt nữa. Cho đến cái đêm hôm sau nha, thì ông cố không hề thấy cô chính ở nhà, nên là lo quá mới vội là bắt đèn đi á để mà tìm cổ. Thì lúc mà đi ra cái chỗ này, thấy cổ ngồi kế bên gốc cây dừa, mà cổ ngồi co ro như vậy nè, mà cổ ôm bụng rồi cổ than đau bụng quá. Thì ông cố cứ nghĩ rằng là cô chính đi lang thang rồi lụm đồ ăn ở ngoài đường ăn vào bị đau bụng, nên là dẫn cổ về nhà rồi mới sắc thuốc cho cổ uống. Cái đêm hôm đó nha, đang giữa đêm thì tự nhiên cổ thức giấc, cổ la quá trời là cổ la luôn. Gia đình đâu hiểu chuyện gì đâu. Mắt của cổ là trợn ngược lên nha. Rồi hả, cổ quơ tay mố chân. Mọi người hả lao tới để mà khống chế, để mà kìm cổ lại. Thì cổ hất từng người ra, hất từng người ra, rất là mạnh luôn. Mà miệng á thì cứ gào thét trong đêm như vậy. Lúc đó là cả gia đình cứ nghĩ rằng là cổ phát bệnh, nên là cố gắng kìm kẹp cổ lại. Thậm chí là cổ còn cắn ông cố nữa kìa. Mãi cho tới gần sáng á thì cổ cũng thôi. Lúc này là ông cố cứ ôm đầu rồi thức trắng cả một đêm như vậy. Ông cố mệt lắm, ông cố suy nghĩ hoài à, trời ơi sao mà thương con của mình quá, dù sao nó cũng là con của mình sinh ra, bây giờ không biết phải làm sao nữa cả. Từ cái ngày hôm đó nha, cô chính á, thường trước đó là cổ bị tâm thần mà mọi người, nên là cổ lúc nào cũng vui vui cười cười múa hát. Nhưng mà sau cái đêm đó, cổ giống như là thất thần luôn. Cổ không còn vui vẻ, không còn ca múa hát như thường ngày nữa, mà lúc nào cũng buồn buồn và mặt thì đăm chiêu. Sau đó là ông cố bắt những cái anh chị em trong gia đình là phải canh chừng cô bé chính, không có cho cổ đi ra chỗ đó để mà chơi nữa. Thời điểm đấy thì cổ cứ ngồi đằng trước cửa nhà, rồi mắt thì cứ hướng về ngay cái chỗ ở cái cây dừa thiệt là cao, miệng cứ râm ran hát cái câu ngày xưa. Cây dừa cao thật là cao, đi qua không chào, lộn cổ xuống ao, lộn xuống ao á, lấy xào mà vớt, lỡ mà gãy xào á, thì chết đó nhen. Cổ cứ hát như vậy thôi, bẵng đi một thời gian, thì cái ngày hôm đó là ông cố của anh á, là có việc phải đi, không có ở nhà. Lúc này á, cho tới buổi chiều tối khi mà ông cố về nhà thì không hề thấy cô bé chính đâu, mới hỏi anh chị em trong nhà. Thì ông nội của anh á, mới nói rằng là hồi sớm đi câu cá là có thấy cô bé chính á, cổ ngồi ngay chỗ gốc cây dừa để mà cổ chơi đó. Lúc này là ông nội tức lắm, là bởi vì á, đã kêu mấy đứa con ở nhà là canh chừng đi, vậy mà đứa nào đứa nấy cũng không coi chừng. Nên là ông cố một thân một mình chạy đi ra thẳng chỗ gốc cây dừa. Thì lúc tới nơi là rất là hãi hùng, bởi vì thấy cô bé chính á, cô đã nằm sõng soài ở dưới gốc cây rồi. Mà cái điều ghê ở đây á là trên người của cổ không có được một mảnh vải che thân luôn. Ông cố mới vội là ẵm cô bé chính về nhà, rồi lấy khăn nè để mà lau hết cả người cô. Thì mới phát hiện á là ở dưới cái phần hạ bộ của cô chính á, ở giữa hai chân á là máu chảy ra rất là nhiều luôn. Rồi cô bé chính á, cổ cứ giật mình, mỗi lần cổ giật mình như vậy là cổ cứ khóc ré lên, khóc ré lên.
thì ông cố mới hỏi cô bé chính á là ai, ai đã làm con ra như vậy. Thì cô bé chính cũng vừa khóc cũng mới nói là cái ông á trắng á ở ngay bờ sông á, bờ ao á, ông đó đó. Thì thật sự là ông cố không hiểu là cô bé chính đang nói điều gì luôn. Ông cố rất là muốn tìm ra cái người để mà hại con mình, nhưng mà mỗi lần hỏi về cái người mà trắng ở ngay cái chỗ gốc cây dừa đó thì cô bé chính cô chỉ khóc thôi. Nên là ông cố cũng không thể nào giải quyết được. Rồi ông cố có một cái cảm nhận gì đó là có một cái điều bất thường ở ngay cái chỗ đó. Cho đến một ngày nha, là những cái mảnh đất, cái mảng đất ở ngay cái chỗ này nó bị sạt lở, nó tụm rơi quá trời rơi. Thì lúc đó ở trong nhà, tự nhiên cô bé chính cổ chạy lao thẳng ra đó luôn. Thì mọi người mới dí theo, thì cổ mới nhảy xuống dưới, cổ vớt, cổ kêu là cổ vớt dừa vớt dừa. Lúc mà cổ vớt lên nha, thì người ta mới thấy là có nguyên một cái đầu lâu, nó đen thui thùi lùi. Trời ơi, mọi người nhìn xung quanh mà tá quả tâm tinh. Thì lúc đó là cô bé chính mới nói ở dưới còn nhiều lắm, còn nhiều lắm. Thì người ta bắt đầu là sinh nghi, mới đào hết toàn bộ ở dưới gốc của cái cây dừa này lên á, thì mới thấy ở dưới còn khoảng độ là chục cái đầu lâu luôn. Đào sâu hơn nữa là thấy á, là những cái thân mình, rồi những cái bộ mà rằn ri ngày xưa đó. Thì sau này mới biết là ở ngay cái chỗ này á, trước đây từng là một cái hố chôn tập thể. Rồi hả, những cái người lính mà lính Tây á, là bị chôn ở dưới này, bị vùi lấp ở dưới luôn. Thì lúc đó mọi người mới tá quả ra, mới biết rằng là từ trước tới giờ những gì mà cô bé chính cổ nói á, là đầu người nè, rồi sọ, là thật sự có tồn tại. Khi đó thì ông cố mới biết được rằng chắc chắn cái người mà cô bé chính đã gặp vào đêm hôm đó là ma rồi, là vong hồn của những cái người lính á. Thì ông cố có nhiều lần hỏi ngược lại cô bé chính rằng là: Chính ơi, cái đêm hôm đó con thấy là người hay là ma vậy? Nhưng mà mỗi lần cứ nhắc tới cái đêm đó là cô bé chính theo kiểu cô sợ lắm, sợ lắm. Rồi cô cứ rung bành bạch lên như vậy, nên là cũng không hỏi được cổ. Thì cứ tưởng rằng á, khi mà đào hết lên những cái bộ hài cốt ở dưới cái gốc cây dừa thì cô bé chính cổ sẽ không có bị gì nữa. Nhưng mà không mọi người, cho đến khoảng độ là mấy tháng sau, thì ngày hôm đó là ông cố đi làm về thì nghe thấy tiếng mọi người la thất thanh luôn. Vội chạy ra thì nghe thoang thoảng đâu đó là có người tự vẫn. Thì lúc mà ra tới chỗ gốc của cây dừa thì ông cố mới tá quả tâm tinh, bởi vì cái người đã tự vẫn chính là cô bé chính. Cái thân của cái cây dừa nó bị nghiêng, nó hướng ra phía của mặt nước. Ở trên thân của nó là cột một cái sợi dây thần. Cô bé chính đã thắt cổ tự vẫn trên cái cây dừa. Mà khi mọi người đưa cái xác của cô bé chính xuống thì mới biết là cô bé chính cũng đã mang thai được khoảng độ là 4-5 tháng rồi. Cái thai đó là của ai? Những người ở trong cái vùng này á, họ cũng đàng hoàng lắm. Với lại là người ta biết cô bé chính cũng bị tâm thần mà, đâu có ai muốn dây dưa đâu, thì mới lồng ghép lại hết tất cả những sự việc trước, thì mới đoán hòm hòm rằng á, là cô bé chính này đã bị vong hồn ma của những cái lính Tây ở dưới gốc cây dừa này nè, nó làm cái chuyện đó, rồi dẫn tới là cổ mang thai, thì cổ đã có thai với ma, nên là những cái vong hồn này đã tìm cách để mà bắt cổ đi. Và đó là kết thúc cái câu chuyện đầu tiên. Tới cái câu chuyện thứ hai, thì cái câu chuyện này nó được diễn ra vào năm 1999, là cũng rất là lâu rồi mọi người, mà tới bây giờ thì vẫn còn nhiều người biết về cái câu chuyện này lắm. Thì cái câu chuyện này xảy ra trong một cái tiệm vàng. Người chủ của cái tiệm vàng này tên là Sinh, tiệm vàng Kim Sinh. Năm đó là năm 1999, cụ thể là ngày 18 tháng 7. Thì ông Sinh cùng với vợ và hai đứa con của mình á, đang ngồi ở trong nhà để mà ăn cơm. Thì lúc này á, chuẩn bị là dọn dẹp hết tất cả mọi thứ để mà đóng cửa đi ngủ. Ngay cái khoảnh khắc ấy á, thì ông Sinh này thấy một cái người đàn ông bước vào trong nhà của mình. Thì đó là ông Châu. Ông Châu này cũng không phải là quá là xa lạ,
Thời điểm đó đó là ông Châu này là người thu mua vàng cớm của gia đình của ông Sinh, nên là qua lại, rồi đôi khi là có những buổi tiệc nhậu á, khi mà nhậu xỉn quá thì ông Sinh này cũng để ông Châu ở lại nhà để mà ngủ nghỉ một lần hai lần, riết rồi nó cũng thành quen luôn mọi người. Thì lúc đó là ông Sinh thấy ông Châu thì cũng chào hỏi, thì ông Châu cũng vào trong nhà, thì ổng mới nói rằng là ổng có đi ngang qua đây thì ổng tính là ghé nhà để mà nói chuyện rồi thăm hỏi một tí thôi, thì kiểu như vậy đó mọi người. Nên là ông Sinh ổng cũng mời vào bên trong nhà để mà uống vài ly rượu. Thật ra thì bà Tịch, vợ của ông Sinh, với lại là hai người con cũng không phải là quá xa lạ với cái ông Châu này, cũng nhiều lần ổng tới ăn nhậu rồi ngủ lại mà, nên là gia đình cũng thấy bình thường lắm. Thì bởi vì là lời vào rồi hạ rượu vô, nên là ông này á bắt đầu là ổng cũng xỉn xỉn, nên là ổng cũng mời ông Châu là thôi, cũng khuya cũng trễ rồi thì ở lại nhà của ổng ngủ đỡ một đêm rồi sáng mai hãy về. Thực ra nha, tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của ông Châu cả. Ông Châu này á, thời điểm đó mọi người, là ổng bắt đầu là cờ bạc hút chích, nên là ổng nợ tiền rất là nhiều luôn. Có những tháng á, ổng phải trả tiền nợ tới 20 triệu, mà mọi người hình dung đi, năm 1999 mà trả tiền nợ một tháng 20 triệu. Trời ơi, bây giờ là năm 2023, tiền lương của Nam một tháng chưa tới 10 triệu, mà ông đó thời điểm đấy mà trả 20 triệu. Thì mọi người nghĩ đi, tiền đâu ổng trả cho được. Thế nên là ổng đã ấp ủ một cái âm mưu. Trước khi mà ổng tới nhà của ông Sinh á, ổng đã đi ra ngoài chợ để mà mua một cái con dao Thái Lan thủ sẵn bên trong mình, và lợi dụng cái lòng tốt, cái tính hào sảng của vợ chồng của ông Sinh đó để mà vào được bên trong nhà ngủ lại đêm hôm đấy, để mà ra tay sát hại cả một gia đình. Và đúng như những gì mà ông Châu này ông đã dự tính, tối hôm đó ông đã được ngủ trong cái căn nhà này. Thì nói về hai cái người con của ông Sinh và vợ của ông Sinh là bà Tịch đi, thì hai cái anh này đều bị vấn đề về thần kinh cả. Thì hai cái người con này lần lượt, một người tên là Thức, một người tên là Tảo. Thì cái anh Thức á, ảnh bị bệnh thần kinh nhẹ hơn anh Tảo, nên là tối hôm đó là cái ông Châu này ngủ cùng với anh Thức luôn. Khoảng độ là 3 giờ sáng, khi đấy là tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ rồi, thì cái ông Châu này ổng mới bắt đầu hành động. Ổng mới lấy từ trong túi của mình ra một cái con dao Thái Lan, nhìn về phía của anh Thức, biết là anh Thức anh đang ngủ, thì ổng mới bắt đầu hành động nha. Đầu tiên là ổng lấy một chân đè lên trên ngực của ảnh, còn cái tay thì bịt vào trong cái mồm. Ngay lập tức cái con dao Thái Lan sắc lẹm được kề lên trên cái cổ của ảnh một đường sẹt rất là mạnh bạo và sâu luôn. Máu bắt đầu là tứa ra, động mạch chủ nè, rồi gân cổ của ảnh bị cắt lìa ra. Thì theo phản xạ tự nhiên là cơ thể con người sẽ giãy đành đạch lên mọi người. Thì tay chân của ảnh là bị rung lên rồi đập xuống giường, rung lên đập xuống giường. Thì cái ông Châu này ổng cố gắng nha, là ổng kìm lại, tay vẫn còn bịt vào cái miệng để mà cho ảnh không la được. Thì khoảng độ chưa tới một phút, máu tràn ra khắp nơi luôn, nhỏ tỏn 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 tỏn. Anh này, anh đã chết. Thì khi đó đó, mọi người hình dung không? Là ông Sinh, ổng có hai người con đều bị bệnh tâm thần, nên là riết rồi á, nó hình thành một cái thói quen chậm. Chỉ cần trong đêm mà nghe thấy một cái tiếng động gì á, là ổng tỉnh ngay lập tức, ổng phải đi qua phòng của con mình để mà xem. Thì khi đó là ông Châu, ổng nghe thấy tiếng bước chân của ông Sinh này đang tới gần phòng, thì ổng mới lấy cái mền á, ổng phủ lên trên, rồi ổng nằm coi như là chưa có chuyện gì xảy ra. Khi đó thì ông Châu á, ổng nằm như vậy á, thì mới thấy là ông Sinh mở cửa ra. Thì ông Sinh ổng không có bật đèn, ổng mới hỏi là ủa có chuyện gì á mà nghe tiếng đập dữ vậy. Thì ông Châu ổng mới giả bộ ngái ngủ, ổng mới kêu không có gì đâu. Thằng Tức nó ngủ mớ hay sao á, mà hả nó nhảy đành đạch rồi hả nó đập tay, kìm nó lại rồi, không sao đâu, đi ra đi, để cho nó với ổng ngủ. Thì khi đó là ông Sinh ổng nhìn thấy là mọi thứ nó im re rồi, không có gì cả. Thật ra lúc đó là máu nó bắn lên trên tường hết, nhưng mà ổng không bật đèn, nên là ổng cũng không thấy. Thì ổng mới đóng cửa lại để mà đi ra.
Nhưng mà theo quán tính đó, thì ổng mới đi qua phòng của cái người con trai còn lại để coi là cái người con trai đó có ổn hay không. Thì cái lúc mà đi qua đó đó là phải đi ngang qua một cái nhà vệ sinh. Thì ổng đi vào bên trong phòng của người con còn lại thì thấy nó cũng ngủ cũng bình thường. Ông Châu á, lúc này là ổng đi ra sát với cái mép cửa, ổng mới bắt đầu là me nha. Thì vừa thấy loáng thoáng, ông Trinh á, ổng quay ngược lại. Thì ông Châu mở cửa, ổng lao tới cầm cái con dao Thái Lan hồi nãy á, chuẩn bị đâm vào trong người. Cái nhát dao đó nó bị trượt, nên là ông Sinh ổng không bị sao nữa cả. Thì ổng mới vội lấy tay á, chụp lấy cái lưỡi dao, rồi bắt đầu là la làng, giằng co với ông Châu. Một hồi mọi người hình dung là cái lưỡi dao á, nó cứa vào trong tay đau quá, nên là ổng dần dần là bị mất sức, ổng té xuống ở ngay cái nền, gần với lại là cái toilet. Thì ông Châu ổng ngồi lên trên người của ông Sinh nha, cầm dao, phắt, 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 đâm từng nhát vào trong người của ổng. Cuối cùng là ông này ổng cũng chết luôn. Khi đó là bà Tịch, vợ của ông Sinh á, nghe thấy những tiếng la của chồng mình mới vội là tung cửa chạy ra. Thì thấy là ông Châu ổng ngồi đó mà đâm chồng mình rồi, mới vội chạy tới là nắm tóc, nắm người để mà cứu chồng mình. Khi đó là bắt đầu giằng co tiếp, rồi bà mới chụp được con dao. Thì bà này bà bị té, bà té sổng xoài dưới cái nền đất. Thì ông Châu ngay lập tức là ngồi lên trên người của bả nha, rồi cầm cái đầu của bả nè, rồi giật cái đầu của bả ra đằng sau, giật lấy con dao, cứa một đường ngon ngọt ở ngay cổ, máu bắn ra. Thì bà này bả ngã quỵ xuống dưới đất, bả cũng chết luôn. Là ông này ông đã giết được 3 người trong cái nhà này rồi. Thì ông tính là đi vào phòng của cái người con trai còn lại á, để mà giết. Thì là anh Tạo đó. Thì lúc mà vô trong phòng á, là anh này ảnh bị những cái tiếng la á, làm ảnh thức giấc rồi. Rồi ảnh cứ ngồi như vậy mà nhìn. Lúc đó thì ảnh cứ cười hí hí hí. Rồi ảnh mới kêu là đâm đi, giết hết chúng nó đi, giết hết chúng nó đi. Khi đó thì ông Châu biết là anh Tạo bị bệnh thần kinh nặng quá, nên là tính là sẽ giết ảnh sau. Thì mới quay ra đằng trước nhà đó để mà tìm chìa khóa, lấy hết toàn bộ dòng vàng bỏ vào trong túi của mình. Cho tới khi mà gom được hết toàn bộ thì mới cầm cái con dao Thái Lan hồi nãy mà đã giết 3 người vào bên trong, để mà chuẩn bị xử luôn cả là cái anh Tảo. Lúc mà vào bên trong rồi thì anh Tảo ảnh vẫn cứ ngồi đó ngây ngơ, mặc cho là cái ông này ổng làm gì làm. Thì ổng mới cầm con dao nha, ổng đâm thẳng vào ngay cái chỗ gáy tai nè mọi người. Sau đó là đâm lên trên má, đâm lên trên cổ, đâm hết toàn bộ luôn, khoảng độ là 8 nhát. Thì khi này là anh Tảo ảnh cũng chết luôn. Trước khi anh chết, cái miệng của ảnh còn nói á, có canh sát rồi mà, có canh sát rồi mà. Sau đó là cái ông Châu này á, ổng bỏ hết toàn bộ mọi thứ, ổng vào trong nhà vệ sinh để mà ổng rửa dao, rồi rửa hết toàn bộ vết máu lên trên người của mình, thay một cái bộ đồ. Rồi ổng mới đi ra đằng trước nha, khóa cửa lại, rồi đi kiếm một cuốc xe ôm để mà bỏ trốn. Cho đến sáng ngày hôm sau thì cái người giúp việc của gia đình này tới để mà dọn dẹp á, thì tới thấy rất là lạ. Ủa là sao ông chủ bà chủ mình bữa nay đi đâu mà lại khóa cửa ngoài, mà từ ngày hôm qua không chịu báo trước. Thế nên là bà cứ nghĩ ngợi trong đầu là chắc là ông chủ hoặc là bà chủ đi ra ngoài rồi khóa cửa ngoài thôi, thì sẽ ở bên trong vẫn còn người. Thì bà mới đập cửa. Bà đập cửa bà kêu quá trời là kêu, nhưng mà ở bên trong không có một tiếng nào phản hồi cả. Thì bà cứ ngờ ngỡ trong lòng á, nên là đi qua nhà của một người con trai khác của ông Sinh với lại bà Tịch. Thì cái anh này là đã có gia đình, ảnh ở riêng rồi. Thì khi qua bên đó mới kể lại cái chuyện như vậy á, là tại sao tới nhà làm việc mà thấy khóa cửa, không biết sao. Thế nên là cái anh con trai này cùng với cái bà giúp việc quay ngược trở về nhà của mình. Thì anh cũng đập cửa luôn. Anh cảm thấy rất là kỳ lạ là tại sao ba mẹ của anh đi đâu mà không báo cho anh biết một tiếng. Từ trước tới giờ ba mẹ của anh không phải là một người đi như vậy, bởi vì là ở nhà có tới 2 cái người con khác là bị thần kinh mà, đâu phải muốn đi là đi được đâu. Nên là tự nhiên anh cảm thấy lo, anh mới vội là kêu mọi người xung quanh phá cửa để mà đi vào. Thì lúc đi vào là thấy vàng bạc là nó te que hết rồi. Chạy vào bên trong nữa thì thấy trời ơi, máu me tung té khắp mọi nơi luôn. Mẹ của mình, ba của mình cùng với lại là 2 người anh chị em trong gia đình nó chết hết. Trời ơi, là phát điên luôn.
Khi đó là những cái người chạy vào người ta xem á, là người ta ngước lên ngước xuống, bởi vì á, những cái vết cắt cổ, những cái vết đâm á, nó loang lổ như vậy á, rồi người nào người nấy chết đều không nhắm mắt cả. Và rồi công an cũng tới để mà điều tra, khi đó là cũng hỏi han mọi người xung quanh tối hôm đó là có thấy ai đi ngang qua không. Thì người ta cũng miêu tả là thấy một cái ông như vậy, thì mới hỏi ngược lại cái anh con trai còn lại còn sống á. Thì ảnh cũng kêu rằng là gia đình cũng có quen người như vậy, thì tên của người này là tên Châu, nhưng mà thật sự người này là ai thì ảnh không biết. Cho tới khi mà công an điều tra hết thì cũng bắt được cái ông này mọi người, và ông đã thú nhận toàn bộ lỗi lầm mà ông đã gây ra vào tối ngày hôm đó, và miêu tả chi tiết về cái quá trình mà ông đã giết 4 người trong căn nhà này. Sau đó là cái căn nhà này được đem để mà cho thuê. Thì mọi người nghĩ đi, những cái người ở trong cái vùng này có ai dám thuê cái căn nhà này không? Tất nhiên là không rồi. Nhưng mà cho tới cái ngày đó thì gia đình của anh này đã vào đây để mà thuê. Thật ra là gia đình anh có tìm hiểu về lịch sử của căn nhà này rồi, nhưng mà ba của anh là một người không có tin về tâm linh, rất là cứng luôn. Còn mẹ anh là có tin, nhưng mà mẹ anh cho rằng là nếu như mình sống tốt thì không có gặp gì đâu, rồi có thờ thì có thiên, có kiên có lành. Cái ngày mà dọn vào là mẹ của anh có mời một cái ông thầy về đây để mà cúng kiến trong cái căn nhà đấy. Thì khi đó là ông thầy ông cúng ở dưới, mẹ của anh mới đi lên trên để mà dọn dẹp. Cái lúc mà dọn dẹp, mẹ của anh nhìn thấy ở trên cái nền nhà là có những cái dấu chân mà nó đen thui thùi lùi luôn mọi người, đúng nghĩa là đen như than vậy đó. Thì mẹ cố gắng để mà chùi, mẹ vừa chùi mẹ vừa nghĩ thầm ở trong đầu là chắc là cha con của nó nha, đi lên trên đây rồi chân dơ như vậy nè, bực bội ghê. Thì mẹ cứ chùi hoài, nhưng mà những cái vết này á, nó mờ đi thôi, chứ nó không hoàn toàn là biến mất. Thì sau đó là mẹ đi xuống dưới, mẹ mới thấy cái ông thầy cúng á, cái mặt của ổng lắm le lắm lét luôn. Ổng đang theo kiểu là dọn dẹp đồ mà làm rất là nhanh luôn. Rồi ổng nhìn thấy mẹ, ổng mới kêu là chạy ngay đi. Thì mẹ quýnh quán, mẹ không hiểu gì cả. Ổng chạy đi ra thì mẹ cũng chạy đi theo, mà ổng chạy mà chân trước nó đạp chân sau. Trời ơi, ổng té quịch như vậy cho tới khi mà ổng ra được đường rồi đó, thì mẹ mới lay ổng, mới hỏi là ủa sao vậy thầy, sao mà chạy vậy, chuyện gì vậy. Thì ông thầy ổng mới nhìn về căn nhà, rồi ổng mới nhìn mẹ, ổng mới nói nha: đừng có ở tầng dưới nha, đừng có để tầng dưới làm phòng ngủ nha, đừng nha. Rồi ổng bỏ đi luôn. Mẹ nói là ổng gom đồ mà nó rớt lên, nó rớt xuống, mà đồ của ổng vẫn còn ở trong nhà. Mẹ mới kêu ông thầy này lại để mà lượm đồ, nhưng mà cái ông thầy này ổng không thèm quay lại luôn mọi người. Thì sau đó là nhà anh vẫn tiếp tục vào trong này để mà ở. Mẹ ở trong cái căn nhà này khoảng độ là một tuần nha, là mẹ của anh sức khỏe tiều tụy đi thấy rõ luôn. Mẹ mới kể là trong cái phòng mà mẹ ngủ là nó có một cái cửa sổ, mà ở phía ngoài cái cửa sổ này là nó có một cái cây chết khô. Thì có một cái lần mẹ ngủ, tự nhiên mẹ nằm mơ, mẹ mới thấy là có người ngồi ở ngoài cái cây khô đó đó. Mà cái người này đen thui thùi lùi từ đầu tới chân, mà cái đôi mắt thì nó cứ trắng giả ra, rồi cứ nhìn chăm chăm về mẹ như vậy. Cho tới khi mà mẹ giật mình tỉnh giấc, thì mẹ mới thấy là từ ở ngay cửa sổ đi tới cái gầm giường của mẹ là có những cái dấu chân màu đen. Thậm chí là mẹ còn bị đè, mà mẹ nói không phải là một người đè, mà mẹ thấy rõ ràng là 4 người đè mẹ luôn. Đó là mẹ của anh. Còn về phía ba của anh mới ghê nè. Ba của anh là một người vốn là cứng mà mọi người, không có sợ ma, không có sợ tâm linh gì cả. Thì cái lần đó là buổi tối, ba của anh mới thức khuya để mà xem tivi đó. Thì khi đó là ba muốn đi vệ sinh, ba mới đi ngang qua. Thì lúc đó là ba mới thấy ở phía bên trong phòng mà mẹ đang ngủ á, là nghe thấy những cái tiếng rầm rì. Thì ba mới quay rào vào để mà ba nhìn á, thì ba mới thấy là có bóng người ngồi xoay lưng lại về phía hướng mặt vào tường á. Thì ba cứ nghĩ rằng mẹ thôi, nên là ba đi vệ sinh, rồi ba đi ra, ba vào bên trong phòng, ba mới bật đèn lên, thì thấy mẹ đang nằm ngủ ngáy khò khò. Thì ba mới lay mẹ, mới hỏi là hồi nãy á, là mẹ nói chuyện gì vậy. Thì mẹ đang ngủ mà, mẹ không hiểu gì cả. Mẹ mới kêu là cái gì vậy, đang ngủ mà.
Thì lúc đó là ba hoang mang, ba chả hiểu gì cả. Thì ba lại tiếp tục ra để mà xem đá banh. Thì lúc này ba đang ngồi xem đá banh, ba có một cái cảm giác giống như là ai giật tóc ba ra vậy đó. Thì ba mới quay ra để mà nhìn á. Thì lúc mà vừa quay ra đằng sau là nguyên một cái bàn tay đỏ nó chụp vào trong đầu của ba như vậy nè mọi người. Trời ơi, đến sáng ngày hôm sau á thì sao? Ở ngay cái cổ của ba nó xuất hiện một cái vết lằn màu đỏ mà nó y chang cái vết bị dao cứa vào cổ vậy. Thêm một cái điều nữa, đó là khi ở trong cái căn nhà này thì cứ đúng 3 giờ sáng là cả nhà của anh đều bị giật mình tỉnh giấc cả. Mãi sau này mới biết 3 giờ sáng chính là cái giờ mà 4 người trong cái căn nhà này bị giết chết. Thì ngay sau đó là gia đình của anh là dọn đi luôn, bỏ luôn cái tiền đã thuê nhà, chứ làm sao dám ở trong cái căn nhà này nữa. Và đó chính là toàn bộ hai cái câu chuyện ngày hôm nay mà Nam muốn chia sẻ đến cho tất cả mọi người cùng nghe. Mọi người thấy sao về những câu chuyện này? Nhớ để lại comment cho Nam biết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những câu chuyện lần sau.